Những ngày mưa gió tầm tã đã biến giao thông ở xã Tịnh An thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi từ đường bộ phải chuyển sang đường thủy. Trưa 24 tháng 9 năm 2022, tại đường công vụ thi công dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, có hàng chục người dân cùng học sinh phải lên thuyền qua sông Trà Khúc để về nhà. Con đường độc đạo bằng bê tông đi ra đảo Ngọc bị ngập sâu trong nước. Người dân phải đi qua đường công vụ thi công dự án, nhưng con đường này cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Nước chảy xiết, gây sạt lở đường công vụ hơn 10 mét, tạo thành hố sâu, làm người dân không đi qua lại được. Nhiều người đã bất chấp không mặc áo phao đi thuyền máy để qua sông về nhà. Có nhiều người không dám đi, đành quay lại về nhà người thân ở tạm. Xóm đây thì cũng không có nước, bây giờ đi lộn về trưa ăn cơm, cuối cùng cũng nước tròn đầy hết, dẫn mấy đứa nhỏ qua không được, bây giờ lại ở đây. Theo người dân địa phương, nước lũ tràn qua đường vào khoảng 8 giờ sáng 24 tháng 9. Con đường độc đạo đi ra đảo Ngọc đã bị nước chảy tràn qua, ngập sâu, không có phương tiện nào đi qua lại được, khiến 350 hộ dân bị cô lập. Chính quyền địa phương đã kéo dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người dân qua lại. Tóm giờ là đường lở, chúng tôi bị xuống mà này là bị cô lập nè, phải có đò vận chuyển con cháu đùa em út, con cháu đi hạt qua lỡ với dân đi qua chứ đâu có. Chứ nếu mà đây là lục đầu tiên, mưa là kéo giờ biết là con đường này là lở luôn hết, không có đường đi. Ông Võ Văn Khương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tịnh An cho biết, khi nhận được tin báo nước tràn qua con đường độc đạo đi đảo Ngọc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng giăng dây, đặt biển cảnh báo không cho người dân qua lại. Theo phía chính quyền xã, việc người dân tự ý dùng thuyền chở người đi qua sông Trà Khúc mà không mặc áo phao là rất nguy hiểm. Địa phương sẽ cử công an đến kiểm tra, đồng thời phát áo phao cho người dân để đi lại đảm bảo an toàn. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, chiều và đêm 23 tháng 9, tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, có nơi trên 90mm. Theo dự báo, những ngày tới đây, Quảng Ngãi sẽ có mưa dông và mưa lớn trên diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.